Chào con cô bác cho mọi người mất nước. Hôm nay con lên tiếp cho bà con cô bác con văn ma NF40. Ngoại hình của nó thì nó không được đẹp, thì dạng phồng phồng. Máy này thì lúc về thì có xả dầu bọt, có dấu chày. Phần bên trong máy thì bên con bao zin không đụng chạm. Tâm cái nó còn e bu lửa đi như thùng dầu á thì nó thiếu đường, thiếu lược với lại hơi xét. Giờ đây con phát máy cho bà con cô bác nghe thử. Chuyên chị hoài thịt heo nó còn ngồi nó gắn lại. Cái này nếu bà con cô bác nào có nhu cầu thì bên con sẽ thay khác nha, chứ nó không báo nguy hiểm. Em quay lại cho bà con xem. Tình trạng máy thì nó vậy. Máy này thì bên con bán với giá là 3 triệu bao ship. Nếu mà bà con cô bác nào thấy được về chút tiền thì ủng hộ bên con. Con bye bye bên cô bác.